Tiếp tục vào việc anh chị ạ. Hôm nay em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ chia sẻ cho anh chị mình 7 căn nhà, 7 quyển sổ, tất cả là sổ hồng riêng. Ở đây là có tổng là 7 căn xây mới 100%. Đó, quý anh chị thấy không? Nguyên cái khu này luôn, bên em đang có 7 căn nhà ở đây. Quý anh chị mình mua mấy căn cũng được ha, 1, 2, 3, 4, 5 căn gì cũng được, mua cả cũng được, mà mua một căn cũng được. 7 căn, 7 sổ, tất cả là sổ hồng riêng, mua bán chuyển nhượng sang tên luôn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho mình, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho mình luôn. Hai căn ngoài này thì giống nhau này, em sẽ quay cái căn ngoài cùng này cho anh chị mình xem. Phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đường nhà mình là đường bê tông, đường ô tô. Hướng này mình ra đường Phạm Văn Diêu, ra đường Phạm Văn Diêu rất là gần quý anh chị nha. Đó, ra đường Phạm Văn Diêu rất là gần. Chỗ này cách đường Phạm Văn Diêu tầm 300m ngay chỗ công an phường Tân Hạnh quý anh chị nha. Đó, căn này 6-7m² và thổ cư hết sổ hồng riêng anh chị nha. Đấy. Nhà xây mới hết quý anh chị ạ, xây mới hoàn toàn 100%. Đó. Đây, em sẽ quay căn ngoài cùng để cho anh chị mình xem. Dưới 1km mình sẽ gặp Ủy ban phường Tân Hạnh, chợ Tân Hạnh, trung tâm y tế của phường Tân Hạnh, ngã ba cây keo, ngã ba Tân Hạnh quý anh chị nha. Đó. Tất cả sản phẩm bên em chia sẻ là sổ hồng riêng, mua bán chuyển nhượng sang tên luôn, hỗ trợ ngân hàng cho mình luôn. Nhà xây mới 100% nằm trong khu dân cư. Rất là đẹp quý anh chị nha. Giáp ranh với thành phố Di An quý anh chị ha. Ở đây rất là gần với Di An, cách Di An chỉ tầm 1km thôi là chợ Tân Bình, ngã tư Bình Trị, đường Bùi Thị Xuân, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ủy ban phường Tân Bình, chợ Tân Bình. Đó, trung tâm của khu vực thành phố Di An, khu vực phường Tân Bình, thành phố Di An là chỉ tầm 1km anh chị nha, giáp ranh luôn. Đó. Nhà này xây mới hết anh chị ạ. Đấy. Thì căn này là 6-7m² và thổ cư hết quý anh chị, nhà xây mới và có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách, một nhà ăn. Có phòng ngủ dưới anh chị nhá. Đấy, quý anh chị thấy đẹp không? Đó, rất là đẹp anh chị. Ở đây có tới 7 căn lận nên là anh chị nào mà yêu thích thì mình cứ đi tham khảo ha. Bên em sẽ dẫn quý anh chị mình xem từng căn. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều căn nhà khác ở những cái vị trí khác tại phường Tân Hạnh, tại phường Hóa An, đó, thành phố Biên Hòa, rất là nhiều luôn quý anh chị nha. Nhà xây mới, phân khúc bình dân. Tất cả là sổ hồng riêng, mua bán chuyển nhượng sang tên luôn, pháp lý giấy tờ là đầy đủ, không thiếu gì anh chị nha. Đó. Rất là ok quý anh chị ạ. Đây, nhà xây mới này quý anh chị thấy đẹp không? Đó, bên đây tủ kệ này mình để tivi ha. Đó, bên tường này rất là đẹp luôn ha. Dán tranh và có khung tranh rất là đẹp. Phía ngoài đây là chỗ này sân trước nhà mình, sân xe máy. Phía đây là phòng khách của nhà mình. Đó. Căn này 6-7m thổ cư hết. Cầu thang trong suốt, kính cường lực trong suốt ha. Nhà thiết kế hiện đại quý anh chị nha. Đó, xây mới hết, nội thất ok đó quý anh chị ha. Ở đây bên em có tới mấy căn nên anh chị nào yêu thích căn nào thì mình vào việc căn đó anh chị nha. Đấy. Rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên em còn nhiều căn nhà khác lắm, giá rẻ lắm quý anh chị ơi. Anh chị yêu thích thì cứ kết nối với em Hải theo số điện thoại góc trái màn hình kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Phòng ngủ dưới nhà mình này có cửa sổ này quý anh chị thấy không? Đó, đây phòng ngủ dưới của nhà mình. Nhà vệ sinh bên đây, đây là nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt của mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ đăng ký của toàn thể quý anh chị mình kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản ha, để tiếp tục theo dõi các video mới. Em sẽ tiếp tục ghi hình cho toàn thể quý anh chị mình xem. Bên em luôn luôn ghi hình thực tế, chia sẻ thông tin đúng, tất cả là sổ sách giấy tờ pháp lý rõ ràng, mua bán là chuyển nhượng và sang tên luôn. Anh chị yên tâm ha, pháp lý là rõ ràng. Bên em không có làm sổ chung, chỉ làm sổ riêng thôi. Tất cả là sổ hồng riêng hết. Đó. Nhà là quay chi tiết cho anh chị mình xem luôn, nhà đất đầy đủ luôn ha. Đất lớn đất bé, nhà lớn nhà bé, nhà mới nhà cũ, kho xưởng vân vân, không thiếu gì anh chị. Thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Bất động sản bên em rất là nhiều và đa dạng. Quý anh chị thấy không? Đẹp không? Nhà này rất là đẹp ha. Căn này chỉ có dưới 3 tỷ, dưới 3 tỷ anh chị nhá. Còn thương lượng ha. Giá cả là mình sẽ ngồi lại mình thương lượng với nhau. Giá cả chính chủ, thương lượng chính chủ, gặp trực tiếp chủ luôn cũng được anh chị nhá. Mua bán là phải như vậy ha, đàm phán đâu ra đó. Em sẽ hỗ trợ anh chị mình để mua được cái mức giá tốt nhất có thể để anh chị mình hài lòng nhất có thể ha. Đấy. Rồi, trên khu vực tầng lầu của nhà mình là quý anh chị, em đang ghi hình ở trên tầng lầu. Giữa là có một cái giếng trời lấy sáng nha quý chị nha. Đó, đây phía trước nhà mình. Trước đây thêm một cái phòng ngủ này. Nhà mình có tới 3 cái phòng ngủ anh chị ạ, 3 phòng ngủ, một phòng ngủ dưới anh chị nha. Đây là phòng ngủ số 2 của nhà mình. Đó, phía trước này là phòng thờ phía trước này quý chị. Nhà mình hướng đông nam anh chị nha. Nên là anh chị nào mà đông tứ trạch rất là hợp với căn này. Đó, phòng thờ cũng rất là rộng. Nếu anh chị nào muốn làm phòng ngủ thì làm được luôn ha. Còn không đây là chỗ này là phòng thờ. Đấy. 6-7m thổ cư hết, nhà xây mới hoàn toàn, một trệt một lầu, rất là ok. 3 phòng ngủ, một phòng ngủ dưới. Căn này là dưới 3 tỷ, có sân sau luôn quý anh chị nhá. Có sân ở phía sau kia luôn đó, để xíu em ra em quay cho anh chị mình xem luôn. Đây phòng ngủ số 2 của mình này. Quên, phòng ngủ số 3 chứ. Phòng ngủ số 3, nhà mình có 3 phòng ngủ thôi. Đấy. Nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh này anh chị. Đó.
sổ hồng riêng, mua bán là sang tên luôn. Nằm trên trục đường Phạm Văn Diêu, gần với thành phố Di An, giáp ranh thành phố Di An luôn. À, gần nhất là gần với công an của phường Tân Hạnh, đường Phạm Văn Diêu là 300m anh chị nha. Đó. Còn nếu mà ra chợ Tân Hạnh này, ủy ban phường Tân Hạnh, trung tâm y tế Tân Hạnh là tầm dưới 1km anh chị nha. Đó, đây cái một cái sân sau của nhà mình, nhỏ nhỏ thôi ha. Giặt phơi đồ sau này cũng được ha. Đó, rất là đẹp anh chị nha. Rồi, à, anh chị yêu thích căn nhà này thì vào việc luôn anh chị nha. 2 tỷ 950 triệu thương lượng chính chủ. À, giá còn thương lượng. Anh chị yêu thích thì vào việc luôn. Đó, em xin cảm ơn.